mềm lắm vậy, tôm lột. Anh tưởng anh phải ấy phần trên chứ. Trên. Như người này. Như này đúng không? Thật đấy, đừng có lót cái tay anh ở dưới. Nó tôm nột mà nó gì. Nhớ đầu. Thì em càng được lấy chồng mới chứ sao. Không. Em cứ quay chứ không sao đâu. Không thích à? Cái kéo mà cắt. Con này dao được sắc hơn này. Mua con hơn cân đấy, tôm lột này rồi. Ôi ngon thế, tật thịt không phải có lột cái nào ra nữa, không mất miếng nào luôn. Không cảm là đầu tiên được ăn tôm ấy, nhưng mà tôm này đúng thịt nguyên của nó nhỉ. Mẹ mới là người đầu tiên được ăn tôm, mày chắc được ăn rồi. Thạch này, thạch rồi con. Nhìn thạch nó bơm này, rõ ràng luôn nhá. Bơm á? Bơm đá. Hay cái trứng hay tinh dịch? Không, 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 tinh dịch. Trời ơi. Những cái này không ăn được đúng không? Cả cái thề, cả cái thịt, cái này là người ta dùng để mà bọn nó hay đánh thức canh như này. À, lúc chọc nó ra đấy gì? Đấy đấy. Nhưng mà cứ moi moi nó ra. Anh lấy thìa cạy nó ra, hoặc là moi nó ra. Tỏi. Cho 150 nha. Không, cho phải cho 108. Rồi. Cho gạch này vào. Chưa, chưa, từ từ, từ để nó vàng vàng. Đây gạch tôm nữa. Nè. À, nhìn màu khác ngay nhỉ. Yeah. Nhiều không? Đó, kìa. À, mùi nó sướng. Thôi, thế thôi. Cắt nốt rồi. Bơ nó cũng là mỡ thôi mà. Tí nữa đổ vào đây đi. Thơm hết nhỉ. Tí đổ ở đây để cho quét ở kia. Dốc lên. Đây mì chính. Đường. Để anh lấy ra. Đừng có cúi là được. Cái khối lên cũng phải nếm thử xem nó có vừa không. Tất cả những cái này là học trên mạng đấy. Không biết nó có ra hồn không. Cái gì trong này này? Cái gì đấy? Gì đấy? Cái gì đấy? Gì đấy? Con gì? Con mười thử xem nó gì. Con gì đấy? Thơm không? Con tôm hùm đó. Không thơm à? Quay đây chưa nào? Cười cái. Cười cái. Ô, anh mở lại à? Lại đâu? Anh đang mở lại đấy. Tắt đi rồi. Wow, wow. Ngon thế. Ui, nhìn được của nó đấy nhỉ. Rồi, đi đi.
Con cho đen gì không? Không. Đặc biệt. Thôi rồi, rồi, rồi. Đây đây, nhìn đi. Đã đời. Đấy, đúng rồi. Đẹp thế. Đây, còn mẹ đâu? Đấy, mẹ có chụp ảnh gì, chụp đi. Con này ăn làm sao hết cái con tôm to thế này mới thế. Wow. Đổ vừa vừa một thôi không sợ mặn đấy. Nếu mà có hai mẹ con này. Wow. Chụp ảnh Xuân. Mời các bác cả nhà ăn tôm hùm lần đầu tiên. Có ai quay rồi mà. À, chụp ở đâu anh? Chụp ở đây à? Này à? Ừ. Xuân em không thấy nó. Em qua đây hôm nay nghỉ làm em ạ. Đang ăn cơm. Bây giờ ăn cơm làm sao mà làm được? Giờ đang ăn đến giờ ăn cơm rồi. Hôm nay ăn sẽ ăn lâu. Hôm nay là ăn sẽ ăn lâu. Bi ơi. Tiếng nước quay lại Hồng à thì chắc làm được. Dạ. Liệu mẹ giơ đĩa lên con xem nào, liệu như này có chụp được không? Này có chụp được không? Thế này được, là được. Được rồi á. Rồi. À? Rồi. Con cầm đĩa đi, cầm đĩa đi. Con hai tay con bê đĩa đúng rồi. Chụp từ từ nhá. Thì em chụp, em ấn chụp vào đây thôi. Đây này. Ngon không? Rồi, chụp. Bác hãy như cháu xin cái bát kia. Xem nhá, xem đây này. Đấy, cắt này này. Đấy. Đây. Xem ăn có ra gì. Không ăn bốc. Ngon không mẹ? Ngon hơn hấp. Thơm bơ không mẹ? Cho thêm sốt vào. Sốt nhạt. Sốt nhạt á? Ừ. Sốt nhạt đâu, con lại con ít sốt quá. Con lại đang sợ mặn. Chị cho em đi vào đây. Này, ăn cho cẩn thận vào. Ừ, đúng rồi, ít sốt quá con ạ. Sốt con sợ mặn, ngon. Đây, đưa mẹ gỡ cho xong con cầm tay con ăn nhá. Tôm lột mà, ăn ngon. Này. À đây mẹ bỏ này đi. Đây mẹ bỏ xuống dưới. Dùng dao để cắt ra dễ hơn. Đấy. Thôi này. Sao lại bỏ ra đấy? Ăn ngon. Ngon hơn hấp nhiều. Ngọt hơn hấp nhỉ. Thơm hơn. Ý là ăn thơm hơn. Hấp nó ra nước nhiều. Nó bị hao nước. Sao em không để cho con nó ăn tự nhiên, em cứ cho nó bốc tay cũng được. Như thế này nó bốc tay thế. Như nó bốc tay mà. Em có cho nó cầm dĩa đâu. Đây. Thôi em ăn đi. Ăn cái này ăn được cả vỏ mà. Ngon lắm mọi người. Ngon. Không ăn được cả vỏ đâu. Vỏ giòn. Đấy. Ăn đi con, ăn cẩn thận nào. Vỏ dài lắm. Vỏ cái đuôi giòn. Ăn mì. Đâu ăn mì không? Phát đấy. Cơm nữa không ăn. Ăn mì nhá. Đây bác cho cháu xin ít vào đây. Con thích xin ít vào đây. Đấy. Hôm nay lại chê tôm cả. Con lại lấy ấy. Nó lắm chất quá rồi ăn. Một con thổi đi. Con thổi nóng. Ba đấy, mẹ ăn thêm đi. Ăn nốt đi. Nốt tầm hoàn nữa. Ngán á. Ngán lắm mà đúng vậy. Nó nhiều hơn cua nhiều, nó nhiều thịt hơn cua. Nó nhiều chất ý. Nhiều chất quá. Nó nhiều chất quá. Cua trong mặn hơn phải nhiều. Thế là sau này ví dụ như chị không có chỉ to nhé. Mà muốn ăn tôm hùm ý. Quay đi quay lại thì vẫn không bằng cơm canh cà nhỉ. Thịt. Cua cà đâu mà canh cà. Giờ thì có thịt rang tôm, xong đầu cà muối, xong đầu canh mùng tươi rau cho gì hả? Nói chung mình ăn tôm nó không quen lắm. Không là không quen mà nó lắm chất quá ấy. Con không khoái hải sản, vẫn thích cơm canh hơn.